Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em cách thay đổi ảnh đại diện trên Messenger. Và video này dành riêng cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi, bỏ qua giùm mình. Bây giờ anh em bắt đầu mở Messenger lên. Anh em chọn một cuộc trò chuyện bất kỳ. Mình sẽ chọn cuộc trò chuyện với ChopMe. Bây giờ anh em chọn vào cái chữ Y ở đây. Tiếp tục anh em chọn vào chủ đề. Ở phần chủ đề này có khá là nhiều chủ đề nha anh em. Và có màu sắc và màu chuyển sắc. Ở đây thì anh em thích cái nào thì chọn cái nấy. Mình chọn là tình yêu. Rồi, như vậy ảnh đại diện của Messenger đã được thay đổi theo cái chủ đề tình yêu nha anh em. Rất là đơn giản luôn. Và anh em thích cái nào thì mình chọn cái đấy nha anh em. Nếu không thích thì anh em trở lại cái chữ Y đó và tìm đúng cái chủ đề khác mà mình thay đổi. Và nội dung mình chia sẻ cho anh em, mình xin dừng lại nha anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.